lòng sao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn trường con kia ôi mái đỗ tương rêu nơi kỷ niệm êm ái đau xưa ông cô tìm nói ngày thơ ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường cùng đôi bướm hai hoa trên cuối đường tiếng cười phản tình và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gói tròn theo tuổi đời tình đẹp như trang giấy kết phần thơ như một nụ hoa trắng chôn tuổi học trò người em gái mến thương nơi chốn nào bao giờ mình gặp nhau có những lần hoàng hôn rớt trên vai bước chân đi lòng nỗi tiếng ai hỏi nhặt hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu biết nói gì tình ta chót chia phôi khép tâm tư dành riêng mến một người ngày xanh ơi ngày xanh chết trong tim tôi buồn buồn ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau anh cài cánh hoa tiêm hoa xưa đây những bóng dáng em đâu dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn phôi. Đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn
để lại chuyện buồn phổi. Hoa xưa đây những bóng sáng em đâu, dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn phổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuyên lòng ai. Nhớ mãi ngày chia tay cùng bạn bè đến những miền xa. Tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chị hỡi im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phũ phàng đan kín tiếng ve dù nghe gợi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, dăm ba đứa bạn vương trời, hai thằng chờ đầu cuốn năm tới. Mẹ ơi hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biển biệt sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa.
Xin được nhiệt liệt chào mừng và hân hoan chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng tất cả các cô các bác đã trở về tham gia buổi lễ giao lưu gặp mặt 40 năm ngày ra trường khóa học 1974-1977. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa quý thầy cô giáo và tất cả các cô các bác, có một nhà thơ khi về mảnh đất Tân Kỳ đã viết lên câu thơ: Ai lên phố Lạt xứ Cửa, bỏ quên chiếc nón bài thơ giữa đường. Kính thưa quý vị, trước lúc bước vào chương trình của buổi lễ, sáng nay tôi đọc xin mời quý vị hướng mắt về phía sân khấu để thưởng thức một số tiết mục văn nghệ. Mở đầu chương trình xin mời quý vị chúng ta đến với một sáng tác về Tân Kỳ quê em do tập thể đội văn nghệ xã Kim Hoàn trình bày, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chương trình trân trọng kính mời quý vị ta lại mắt về phía sân khấu để thưởng thức một ca khúc
Kính thưa quý vị, bác Đoàn Văn Chất đã sáng tác một ca khúc cho buổi lễ gặp mặt giao lưu hôm nay, và chúng ta sẽ đến với giọng hát của anh Xuân Hồng đến từ văn hóa xã Nghĩa Thái. Kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bậc thầy cô và tất cả các đồng chí, thì với tâm huyết của các Đoàn Văn Chất về sự kính trọng của quý thầy cô cũng như sự yêu mến bạn bè qua bao nhiêu năm học, và hôm nay có những người xa quê, những người ở lại trên mảnh đất Tân Kỳ, Nghệ An, và bằng cảm xúc đó các Đoàn Văn Chất đã viết lên ca khúc Nhớ Mãi Trường Xưa. Và do ca khúc này gửi hơi muộn cho nên là tôi không thể thuộc hết được, thì mong rằng quý vị chúng ta cùng thông cảm cho. Thank you.
kính thưa quý vị khách quý, kính thưa thầy giáo, cô giáo, kính mến. Thưa các bạn mang liên lạc khóa 74, 75, 76, 79, 79, 80. Kính thưa quý vị, thưa các bạn khóa đầu tiên của phân hiệu 2 cửa khóa 74, 77. Thưa các bạn dâu rể của khóa 74, 77. Nửa đời mái tóc pha thương, đồng môn bàn khóa mải thương trong lòng. Bao năm thỏa nổi chờ mong, về đây vui hồi thường hồng trao tay. Thế là 40 năm đã trôi qua, cái phường thị ngày nào đã già rồi mà vẫn đông trời lầy lộc khi mùa xuân về. Vẫn nở những chùm hoa đỏ tươi khi mùa hạ tới, để cho những đàn ve kêu nhau khi mùa hè đến, làm thổn thức trong tâm hồn của người học sinh khóa 74-77 trường cấp 3 Tân Kỳ phân điều 2 cửa. Bao kỷ niệm buồn vui của tuổi xuân thì, bao ước mơ của một thời áo trắng, để tất cả những thành quả của tình yêu nỗi nhớ đã viết lên một bản tình ca đồng môn đồng khóa. Tất cả đều nhờ từ bàn tay tâm hồn của những cựu học sinh khóa 74-77 chăm sóc, nâng niu, trân trọng, vun sới, để cho hình bóng thân thương của mái trường xưa, những cái sự việc ngày nào còn tỏa bóng trong tâm hồn của mỗi chúng ta trong cuộc sống đời thường, trên mọi miền đất nước, từ Hà Giang xa xôi đến Đồng Tháp 10 yêu dấu và trên mảnh đất Tân Kỳ yêu dấu của chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, để kỷ niệm 40 năm mà người bạn chung ở trường đã chia tay nhau, để những giây phút ấy mãi mãi ghi một dấu mộng lớp sơn có trong cuộc đời. Bao kỷ niệm ấy, tình cảm thân thương ùa về và tiếng ve sầu cứ gọi. Sau một thời gian chuẩn bị cho ngày gặp gỡ hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2017, tổ chức giao lưu gặp mặt lần thứ 6 kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của hội cựu học sinh khóa 74-77 trường cấp 3 Tân Kỳ phân điều 2 cửa. Chúng trên mảnh đất quê hương Tân Kỳ, nơi mái trường xưa thân yêu của cựu học sinh khóa 74-77 ở đó, lời đầu tiên xin kính chúc quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính chúc thầy cô giáo sức khỏe, an khang, chúc các bạn vạn sự tâm nguyện. Về đây để nhớ một thời, về đây ấp ủ những lời nhớ thương, về đây để già vẫn vui, về đây ta thấy quê hương đẹp giàu. Chúng ta sinh ra và lớn lên, ai cũng có quê hương, nơi tiếng khóc chào đời, nơi tiếng mẹ nuôi nôi, nơi cha lật đầm mồ hôi để nuôi ta khôn lớn. Quê hương là chùm hương ngọt cho ta trèo hái mỗi ngày, tình cảm thân yêu của hai tiếng quê hương làm sao mà ra diễn. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu đại diện cho quê hương Nghệ Hoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu chị Lô Thị Phượng, bí thư đảng ủy xã Nghệ Hoàn. Anh Nguyễn Đình Hưng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nghệ Hoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Lê Hồng Văn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Xuân. Tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện của xã Tân Phú, anh Nguyễn Quốc Phạm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Phú. Tôi trân trọng giới thiệu anh Ngô Xuân Nghĩa, bí thư đảng ủy xã Nghệ Đồng, vừa là bạn khóa học 74-77 của chúng ta, về dự của chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ơn dưỡng dục nghĩa chính thành, thầy cô là người mẹ, người cha thứ hai, công đức ấy không bao giờ phai nhạt, nghĩa nặng này ta không bao giờ quên. Công cha tình mẹ vô bờ, thầy cô nghĩa nặng chẳng giờ nào quên. Chúng ta nhiệt liệt chào đón quý thầy giáo cô giáo, tuy tuổi cao sức yếu, đường xá xa xôi, vẫn bớt một chút thời gian về dự buổi giao lưu đầy ý nghĩa này. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Lê Khắc Phục, hiệu trưởng trường cấp 3 Tân Kỳ về dự với chúng ta. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Văn Nguyên, nguyên hiệu phó trường cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu 2 cửa khóa 57 cho đến 580. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Văn Quyền, môn sinh vật cũng về dự với chúng ta. Thầy giáo Ngô Xuân Đình, dạy văn. Thầy giáo Nguyễn Văn Luân, môn vật lý. Thầy giáo Hồ Thị Xuân, môn hóa học. Thầy giáo Nguyễn Văn Trung, môn văn. Thầy Quốc Kiến, môn toán. Thầy giáo Vinh, thầy giáo Hữu Thành, môn kỹ thuật. Cô giáo Nguyễn Thị Vân, môn văn. Cô Nguyễn Thị Tân, môn toán. Cô Cao Thị Kim Quy, môn địa lý. Cô Hải, môn
lịch sử. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo và thầy từ của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các thầy các cô mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo, tâm hồn đẹp từ ánh sao Huế, nhân sáng minh mang sóng vỗ về, trí dũng ươm mầm cho đất nước, nghĩa tình sâu nặng khắp miền quê. Kính thưa quý vị và các bạn, nghĩa chồng tình vợ mặn nồng, bao năm gắn bó một lòng thủy chung, chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các cô dâu chú rể. Cảm ơn các bạn là những người đóng góp cho sự thành công của ngôi nhà chung này. Xin trân trọng các bạn ở hai khóa, khóa 74-77 trường cấp 3 Tân Kỳ 1 cùng về sự với chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng trường anh trước em sau, tình ta thắp mày như cầu với trâu, trâu như cầu, như cầu với trâu. Chúng ta đồng nhiệt chào đón những người bạn của ban liên lạc các khóa. Tôi xin trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Thái Học, khóa 79-80. Bạn Ứng Hồng Vân, khóa 78-80. Bạn Nguyễn Thị Hương, khóa 74-77 cấp 3 Tân Kỳ. Bạn Hương đứng dậy. Bạn Nguyễn Thị Thơm, khóa 74-79. Và bạn Lương Hồng Minh, khóa 77-80. Bạn Lương Hồng Minh, người Quảng Ngãi. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng bạn Trình Hữu Thanh, khóa 76-79, đã từng là trưởng ban của khóa 74-79 trường cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu Hai Dừa, đã từng là trưởng ban và đã từng là tổ chức nhiều đợt hội khóa. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng bạn Trình Hữu Thanh. Với tình cảm dạt dào, tình đồng môn thắm thiết, mối tình không bao giờ phai nhạt, nghĩa thầy trò mãi mãi bền lâu, chúng ta đồng chào mừng và cảm ơn tất cả các bạn khóa 74-77 trên khắp mọi miền tổ quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, 40 năm đã trôi qua, trong buổi gặp gỡ này chúng ta trải lòng mình thả tâm hồn về với tuổi đôi mươi, về hình bóng trường xưa, trường đất mài lá, những căn nhà nhỏ, những con đường đất, những cái nắng cái gió, những con cơn lũ tràn qua cầu tre đập cửa, cảm xúc cảm nhận qua mùi vị của quả cam của đất trường sông con, những bé vui vừng, những nồi cơm đâu giờ, cùng từ đây chúng ta được lắng nghe những cảm xúc của quý vị đại biểu, những lời ấm áp của quý thầy cô giáo, những tình cảm chia sẻ của các bạn quả sau, những ghi nhận trìu mến của nàng dâu cô rể. Nhưng cùng trong buổi giao lưu này, chúng ta được tấm nguyện sư của quý thầy giáo cô giáo và các bạn được phản ánh qua các bài viết, những vần thơ cảm xúc từ đáy lòng, từ con tim, được trở lại một thời áo trắng kỷ niệm của tuổi học trò, để lại cho chúng ta một dấu ấn đẹp nhất của cuộc đời, để rồi lúc buồn lúc vui có chút kỷ niệm để an ủi lòng mình, là cây cao bóng quà tỏa mát cho con cháu xây đắp tương lai. Trong buổi gặp trong trọng này, đoàn kết vui vẻ, chúng ta không khỏi vui mừng xúc động nhớ thương những tổn thất mất mát không thể đánh khỏi theo thời gian năm tháng, để lại đằng sau một gia đình thiếu những bàn tay chăm sóc của những người sinh thành, người cha người mẹ đã tạo thần nuôi dạy con, âu cũng là số phần, nỗi buồn vui đầy rồi lại vơi theo thời gian, phút đầm lắng từ con tim thương nhớ những người thầy người bạn không may mắn đã bị biệt chúng ta về với thế giới bình an, trở lại những kỷ niệm của thời áo trắng, đứng ngược thời gian để tâm sự chia sẻ ngọt bùi của năm tháng dài dầu, để lo cho con cháu mai sau. 40 năm ấy đã qua, nghĩa thầy tình bạn mặn mà không phai, đồng môn đẹp ánh sao mai, dù trong gian khó vẫn hoài nhớ nhau, gian trầu vẫn quyết hoàng tao, chung tay xây đắp nhịp cầu thủy chung. Một lần nữa kính chúc sự hiện diện của quý vị các bạn, quý thầy giáo cô giáo và các bạn, kính chúc quý thầy mạnh khỏe, luôn là chỗ dựa, là niềm tin của các cựu học sinh cấp 3 Dừa. Xin kính chúc các bạn trở về khóa 74-77 nói riêng và khóa trường cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu 2 Cửa nói chung sức khỏe an khang, gia đình vạn sự thông hành, cùng nằm tay nhau vun đắp cho ngôi nhà chung của bạn tình đồng môn mãi mãi xanh tươi và bóng mát khi hè về, màu phượng vị đỏ thắm khi tiếng gọi của con ve. Tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc buổi giao lưu gặp mặt lần thứ 6 kỷ niệm 40 năm ngày ra trường cựu học sinh khóa 74-77 trường cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu 2 Cửa. Chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các cô các bác, ca dao Việt Nam có câu đường vô xứ nghệ quanh quanh non xanh nước đất như tranh hòa đồ. Trong chương trình sáng nay, trân trọng kính mời quý vị chúng ta đến một ca khúc rất mới, bài hát vòng quanh xứ nghệ do tập thể đội nghệ thuật
quần chúng xã Nho An trình bày. Xin mời quý vị thưởng thức. Phố Vinh bên bờ sông Lam, qua quảng trường Hồ Chí Minh, nghe ai ca câu hò ví dặm, đền Hồng Sơn cần lính chuông chiều, hồ Cửa Nam chào du khách sang. Đưa nhau về trong chiều thành cổ, cùng dưỡng bên Phượng Hoàng chúng đô, suối Cửa Lò bờ biển ru, sóng xô ra diễn thanh bại lự, mộ dạ ơi giếng xưa lịch sử, ôi Mì Châu trái tim để trên đầu. Quy Châu ơi hang hùa hùng vĩ quá, Huế phong ngân nga ngâm thác sao ba, điệu dân ca đồng bào thái thổ, để ai đi xa rồi vẫn nhớ. Kỳ Sơn xôn xao phiên chợ nắng cắn, gà đen quay thơm bên bát rượu ngô, về ná ngói núi rừng xanh thẳm, đỉnh Pú Sai lai leng vờn mây trắng, bạn cao treo leo yên bình trong nắng. Mình đưa nhau em ơi về Pú Mát, đắm trong xanh tươi mây nước thiên nhiên, nhịp đôi chân rộn ràng nhạy sạp, ngọt men say rượu cần em ha. Về Kim Liên đây Nam Đàn quê bác, làng sen du ta câu hát hò ơi, từng hơi thở đến nơi đây xa rồi lá nhớ, một lần thôi sao yêu đến không ngờ. Qua cầu bến thủy, thành phố Vinh bên bờ sông Lam, qua quảng trường Hồ Chí Minh, nghe ai ca câu hò ví dặm, đền Hồng Sơn cần lính chuông chiều, hồ Cửa Nam chào du khách sang. Đưa nhau về trong chiều thành cổ, cùng dưỡng bên Phượng Hoàng chúng đô, suối Cửa Lò bờ biển ru, sóng xô ra diễn thanh bại lự, mộ dạ ơi giếng xưa lịch sử, ôi Mì Châu trái tim để trên đầu. Quy Châu ơi hang hùa hùng vĩ quá, Huế phong ngân nga ngâm thác sao ba, điệu dân ca đồng bào thái thổ, để ai đi xa rồi vẫn nhớ. Kỳ Sơn xôn xao phiên chợ nắm cắn, gà đen quay thơm bên bát rượu ngô, về ná ngói núi rừng xanh thẳm, đỉnh Pú Sai lai leng vờn mây trắng, bạn cao treo leo yên bình trong nắng. Mình đưa nhau em ơi về Pú Mát, đắm trong xanh tươi mây nước thiên nhiên, nhịp đôi chân rộn ràng nhạy sạp, ngọt men say rượu cần em ha. Về Kim Liên đây Nam Đàn quê bác, làng sen du ta câu hát hò ơi, Nghệ An ơi trong từng hơi thở, đến nơi đây xa rồi lá nhớ, một lần thôi sao yêu đến không ngờ. Nghệ An ơi trong từng hơi thở, đến nơi đây xa rồi lá nhớ, một lần thôi sao yêu đến không ngờ. Xin trân trọng giới thiệu bạn Hà Xuân Miền, ban liên lạc báo cáo một số nét cơ bản về thành tích trong suốt 40 năm qua sự nghiệp của bản thân, xây dựng gia đình hạnh phúc, làm tròn quyền và nghĩa vụ của người công dân, vun đắp các tình cảm tình đồng môn mà đội hội của chúng ta đã dày công xây dựng. Xin trân trọng kính mời bạn Miền.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn thân mến, cựu học sinh khóa 1974-1977 cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu Hai Cường là khóa đầu tiên là tiền thân của trường cấp 3 Lê Lợi Tân Kỳ. Hôm nay hội thành lập tự nguyện với sự đoàn kết chia sẻ của tình cảm ôn lại và trao gửi cho nhau nhiều kỷ niệm của cuộc đời học sinh vượt trầm qua các lần giao lưu, nhưng từ đẹp với thầy cô giáo bạn bè sau bao năm mọi người mọi nhà hội tụ về đây cùng nhau thăm hỏi lần nhau về đường đời và sự nghiệp. Chúng ta lấy thời gian ngồi trên ghế nhà trường để làm mốc son cuộc đời. Đôi khi con lê sầu cất lên những bản hòa ca mùa hè, nó lại thôi thúc chúng ta tìm đến bạn bè. Mới đó đã qua 20 năm, với 730 ngày trôi qua, khi chúng ta tổ chức giao lưu gặp mặt lần thứ 5 tại Nghĩa Đồng. Đây là lần giao lưu thứ 6 nhằm kỷ niệm 40 năm ngày chúng ta rời ghế nhà trường cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu Hai Cửa. Nhưng cũng bậc cảm xúc sau nhiều lần với nhau, chúng ta cảm thấy tự hào hơn một tình cảm dành cho nhau, sự biết ơn với đấng sinh thành, sự hạnh phúc của mỗi gia đình chúng ta được các bạn đồng môn vun đắp, ân sâu nghĩa nặng với thầy cô giáo bằng những tình cảm vô tư bờ bến. Trải 70 năm một chặng đường, mái trường trung học ấm tình thương, ươm nhầm trí tuệ đi muôn nẻo, giáo hạt tài năng với mọi phương, giúp sức xây dựng bình đất nước, chung lòng tôn đẹp dạng quê hương. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến, hơn 40 năm qua rồi, ngôi trường chung bầu bạn đã xây đắp một vườn cây xanh, xoay cành xoay lá bằng tổ ấm gia đình hạnh phúc an khang. Nhìn lại thời gian chúng ta đã cống hiến và làm tròn trách nhiệm của người công dân về xã hội và làm tròn trách nhiệm người cha người mẹ, nay là tiếp tục sứ mệnh làm người bậc ông bà sống màu mực làm gương cho con cháu nói theo. Với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi để xây dựng gia đình, góp phần cho đất nước trong những năm qua, những thành tích đáng tự hào trân trọng, hội cựu học sinh khóa 1974-1977 cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu Hai Cửa với tổng số hơn 150 bạn đồng khóa cùng ba lớp GHI đã có 41 bạn tham gia quân đội và công an, trong đó có 8 bạn là cấp tá, 13 bạn là cấp ủy hiện nay công tác và một số đã về hưu và người giáo viên, có 17 bạn Thanh Kỳ, Cao Minh, Xuân Phượng, Vốn, Xuân, Thị Cảnh, Vân Cảnh, Thu Nga, Ngân, Ngân Lý, Hồ Minh, các nhà danh lược gồm các bạn ở chính quyền cấp tỉnh gồm có 4 bạn Mai Thảo, Hiền Lương, cả cấp chính quyền cấp huyện gồm có 4 bạn Nghĩa, Phúc, Quang Phượng và Văn Thái. Số còn lại ở quê hương tham gia lao động xây dựng địa phương, làm nông nghiệp và các ngành nghề khác. Tuy đời sống mỗi người một phương, mỗi người một hướng, lập nghiệp khắp mọi miền tổ quốc, song tình cảm luôn gắn bó với nhau đầm thắm, chia sẻ ngọt bùi. Trong cuộc sống bằng những thông tin hiện đại, trực tiếp với nhau, với ban liên lạc nhiệt tình vô tư, trong suốt cuộc đời, các bạn xây dựng một tình cảm to lớn, các sự kiện buồn vui, việc hiếu hỉ, dù ở gần hay xa đều có thông tin, bạn bè hỏi thăm chúc mừng lẫn nhau, kịp thời tạo nên sự gắn bó mật thiết trong ngôi nhà bầu bạn, gắn quyền tình đồng môn, bản khóa ngày càng sâu sắc và gần gũi hơn. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa cả quý thầy cô giáo cùng các bạn thân mến, công lao to lớn của thầy cô giáo thuần phong mỹ tục đầy văn hóa Việt đã vun đắp cho chúng ta một thứ tình cảm đẹp đẽ,
của đồng môn bằng vật chất không thể nào mua được, đó là tấm gương sáng để mai sau cho con cháu. Bởi chúng ta đến với nhau xây đắp cho nhau bằng lòng hiếu, yêu thương, tình cảm bạn bè thương mến, chia sẻ ngọt bùi cho nhau cuộc sống đời thường, để trong tim ta luôn trào dâng về ký ức một thời áo trắng. Ôi kỷ niệm ngày xưa thuở tới trường, ve sầu phải dùng phường gió đưa hương, gần bên ấm cúng thời âu yếm, gánh chờ dâm trào nội vấn vương, mái tóc bờ vai thầm mưa kèn, nương cười khẽ mắt dấu yêu thương. Nghe đâu em ước làm cô giáo, sao thấy lòng mình cứ nhớ thương. Phát huy truyền thống đoàn kết đã đạt được trong 40 năm qua, để nhằm mục đích xây dựng nên một ngôi nhà chung, mỗi bàn là một bông hồng tươi thắm, tất cả sẽ kết thành một đóa hoa đầy hương sắc tình yêu. Thầy cô giáo, tình yêu đồng môn luôn trường tồn, tình yêu gắn kết giữa gia đình và xã hội, để cho con cháu soi rọi là cây cao bóng cả, tỏa ánh sáng hạnh phúc gia đình. Duyên nợ trăm năm lòng dự tròn, tình đời muôn thuở chẳng hề vơi. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị khách quý sức khỏe hạnh phúc thành đạt. Kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe an khang, chúc các bạn vạn sự như ý, chúc con cháu vươn tới tương lai, chúc cho tình bạn như ánh sao mai, sao đắp mãi tình đồng môn đầy sắc thắm. Chúc buổi giao lưu truyền thống lần thứ 6 kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của cựu học sinh khóa 7477 trường cấp 3 Tân Kỳ phân liệu 2 vừa thành công rực rỡ. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bạn Hà Văn Nghĩa đã báo cáo cái thành tích trong 40 năm qua. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy, các cô cùng các bạn, trải qua 40 năm, 6 lần giao lưu để lại cho chúng ta nói chung và ban liên lạc nói riêng những tình cảm sâu đậm về tình bạn, nghĩa thầy cô, sự giúp đỡ hết lòng của chính quyền địa phương, bạn ở xa quê luôn hướng về cội nguồn. Các bạn đã giúp đỡ về ngoài mặt, tất cả những tình yêu ấy đã dâng tròn và làm nên những thành công tốt đẹp trong quan hệ. Để tỏ lòng và tri ân những tình cảm ấy, tôi xin trân trọng giới thiệu bạn Tăng Đình Thuấn, phó ban liên lạc, có đôi dòng tâm sự cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn trong suốt chặng đường dài xây nên một tổ ấm của tình bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, kính thưa các bạn cựu học sinh khóa 7477 trường cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu 2 trường. Tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh khóa 7477 trường cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu 2 vừa lời cảm ơn của ban liên lạc hội cựu học sinh khóa 7477. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo kính mến, kính thưa các bạn thân yêu, hội cựu học sinh khóa 7477 cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu 2 cửa sinh ra và lớn lên trong sự nâng niu trân trọng tình bạn, tình đồng môn gắn bó nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng. Bởi chúng ta là khóa đầu tiên cùng ngôi trường mới xây dựng trong lúc chiến tranh ác liệt, khó khăn vật chất, cùng khối có lớp A, B, C, D được ấp ủ, được luân chuyển cả 3 lớp sau chuyển thành G, H, I ra trường, mỗi người một phương, mỗi người một hướng, sân tình cảm đầy kỷ niệm của một thời luôn được ấp ủ nâng niu trong lòng của thầy cô và bạn bè. Do điều kiện hoàn cảnh mà mỗi cựu học sinh khóa 7477 cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu 2 cửa sau 20 năm mới được thành lập vào năm 1977, trải qua 6 lần giao lưu gặp mặt cũng như quan hệ tình bạn, tấm lòng của những cựu học sinh đối với thầy cô giáo ngày đến thắm thiết nghĩa tình nặng sâu hơn. Trong cuộc sống quan hệ khăng khít, những ngày lễ ngày Tết, trong nỗi vui buồn đều đến với nhau để tâm sự và chia sẻ. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý thầy cô giáo kính mến, cùng các bạn học sinh khóa 7477 thân yêu, 6 lần giao lưu gặp mặt đã để lại trong lòng mỗi chúng ta
nhiều kỷ niệm tình cảm chan chứa với thầy cô và trò để lại các mối chúng ta về các chính quyền địa phương mà ban liên lạc, ban tổ chức một tình cảm hết sức quý báu, tạo điều kiện tốt nhất cho những lần giao lưu. Tất cả những thành quả ấy, tình yêu ấy, nghĩa tình ấy được xây bắp vút cháy để tình đồng môn tắm tươi hơn như hoa phượng vị muôn mùa. Thành công như ngày hôm nay trước hết nhờ đến sự nhiệt tình vô tư của mỗi bạn trong ban liên lạc ở mỗi vùng miền, ở mỗi địa phương, là cầu nói thân thiện gần gũi để chúng ta xích lại gần nhau hơn, quan hệ đẹp đẽ hơn và khăng khít hơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng các bạn thân mến, trong buổi giao lưu ý nghĩa hôm nay, xin thay mặt ban liên lạc hội cựu học sinh khóa 74-77 cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu 2 Cửa gửi tới quý vị đại biểu đại diện các địa phương lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm giúp đỡ của các chính quyền địa phương, đặc biệt chính quyền nhân dân xã Nghệ Hoàn đã dành nhiều kỷ niệm đẹp cho đời học sinh cấp 3 Cửa nói chung của khóa 74-77 nói riêng. Cảm ơn các chàng rể cô dâu quý đã góp tay chung sức xây lên một tình cảm đẹp trong mỗi lòng cựu học sinh, trong cuộc sống thường ngày cũng trong lần gặp mặt đầy xúc động. Cảm ơn ban liên lạc các khóa sau đã đem đến và gửi trao cho những người anh, người chị cùng chung một mái trường, một tình cảm hết sức trìu mến, thiết tha, cùng nhau nhớ một thời dưới mái trường xưa yêu dấu. Cảm ơn một tình cảm vô bờ bến của các bạn cao 74-77 trường cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu 2 Cửa. Bên cạnh đó vô cùng ghi nhận các bạn ở xa quê hương luôn luôn quan tâm giúp đỡ vun đắp cho mối tình màu vàng, tấm lòng của các bạn dành tình yêu cho bạn bè và thầy cô giáo. Các bạn là những nhà hảo tâm luôn luôn chia sẻ ủng hộ tinh thần và vật chất để góp phần vào sự thành công trong những lần giao lưu gắn bó với nhau hơn nửa cuộc đời. Một lần nữa thay mặt ban liên lạc hội cựu học sinh khóa 74-77 cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu 2 Cửa xin gửi tới tất cả quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn học sinh thân yêu lời cảm ơn sâu nặng, lời tri ân sâu sắc của ban liên lạc đến với quý vị và các bạn. Chúng ta tin tưởng rằng tình cảm ấy, nghĩa nặng này luôn luôn được phát huy, nâng niu chăm sóc để tình đồng môn giữa thầy cô trò luôn giữ tròn. Tình cảm quê hương luôn là đường đi học, mẹ về đón lá liên tre. Kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân yêu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin cảm ơn.
Kính thưa quý vị, thưa các thầy các cô, nhớ mãi trường xưa, nhớ một thời kỷ niệm buồn vui mãi trong tôi, thổn thức tâm hồn thời non trẻ, dâng trọn lời thơ hát tặng người. Trân trọng mời bạn Nguyễn Thị Thảo đăng liên lạc giới thiệu lời nói đầu của tập than nhớ mãi trường xưa của bác liên lạc khóa 7477 biên soạn. Xin trân trọng kính mời bạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các thầy cô giáo chủ rể cùng toàn thể các anh các chị và các bạn cựu học sinh khóa 7477 được ban liên lạc cựu học sinh trường Cười Cho Kẻ. Tôi xin trân trọng giới thiệu với mẹ về tập than nhớ về trường xưa. Lời nói đầu của tập than đã gói gọn những điều cần nói ở đây. Lời giới thiệu của tôi hôm nay thì tôi chỉ xin làm rõ thêm một số vấn đề về cái hoàn cảnh ra đời và nội dung của tập sáng. Thì phải nói rằng khóa học của chúng ta là khóa học đặc biệt, và thời điểm đó thầy trò dạy và học trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng những năm tháng ấy là những năm tháng đáng ghi nhớ nhất. Để theo nguyện vọng của đông đảo thầy cô và nhiều học sinh, thì ban liên lạc đã phát động và sau mấy tháng thì đã tập hợp bài viết và sự trải lòng các thầy các cô và các bạn để thi hành tập sáng. Để có được tập sáng đó chính là nhờ sự tâm huyết của các thầy các cô và sự nhiệt tình trách nhiệm của ban liên lạc, nhất là các bạn ở tại cửa đấy như bạn Chắc, về bạn Minh, bạn Thuấn và nhóm cựu học sinh khóa 7477 ở Vinh là chịu trách nhiệm biên tập và tài trợ về tài chính để tập sáng được ra đời. Trong quá trình làm tập sáng thì chúng tôi đã tham khảo và xin ý kiến một số thầy cô và kiến thì tập hợp ngắn ngày cũng như bài vở trong khả năng có thể. Nhưng chúng tôi có cái quan điểm rằng là giữ nguyên, trân trọng những cái tình cảm chân thành mộc mạc của người viết bài thì không sửa chữ nhiều. Nhưng là do khuôn khổ tập sáng có hàng nên chúng tôi cân nhắc lựa chọn một số bài gọn màn ảnh thì rất là khó trong quá trình tập hợp, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng là thu thập và xin cả thầy cả cô những cái ảnh mà trong khoảng đời đi dạy cũng như ảnh hiện nay, và về thì sẽ gửi những từ mảng ảnh theo án các bé. Xin cả thầy cả cô là cả thầy cả cô thì học trò rất trân trọng, nhưng mà đưa vào tập sáng thì cũng phải xếp theo thứ tự án các bé để đưa được hình ảnh các thầy các cô vào đấy. Về cái nội dung tập sáng thì chúng tôi cố gắng đưa tập sáng thành ba phần. Phần thứ nhất đó là tâm sự của nhà giáo, và phần thứ hai là bài viết của học sinh về tình thầy nghĩa bạn, và cái mảng thứ ba là mảng cuối cùng của tập sáng đó là những người khác khóa và các cô giáo chủ rể viết về cái khóa học này. Do cái khoảng cách địa lý rồi do điều kiện mọi mặt về tài chính còn hạn hẹp, hầu như là từ tay không nên chúng tôi đã phải vận dụng gia đình chồng con và người thân đều cùng tham gia để hoàn thành cái tập sáng này. Đến nay thì tập sáng ra đời và đến tay cả sự kiện đại biểu các thầy các cô và các anh cả chị các bạn. Như tôi đã nói, vì là điều kiện có hạn về mọi mặt cho nên là tập sáng chắc chắn là còn nhiều thiếu sót, nhưng mong quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn đón nhận vì đấy là tấm lòng và sự nhiệt huyết của mọi người có liên quan. Ban liên lạc kính mong đón nhận được cái ý kiến đóng góp quý báu của quý vị đại biểu, các thầy các cô và các bạn, và xin trân trọng giới thiệu và kính biểu tập sáng đến các thầy các cô và tất cả mọi người tham dự buổi gặp mặt hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Cao Thị Kim Quy có đôi dòng tâm sự về thương nhớ trường Cửa. Xin trân trọng kính mời cô. Xin kính chào tất cả các thầy cô giáo cùng toàn thể các quý vị đại biểu cùng toàn thể các em học sinh khóa học 7477. Tôi là giáo viên đầu tiên là Cao Thị Quy, giáo viên Cửa, cùng với ba cô giáo lên bờ
và Nguyễn Thị Hải sẽ kể cùng với các thầy giáo trong bài viết của tôi thương nhớ mãi phân hiệu hai trường cấp ba Cửa trong tập san. Tôi được biết những kỷ niệm về mái trường Cửa khi bắt đầu lên đây, và bây giờ tôi cũng biết nói gì hơn, giới thiệu quá đột ngột và cũng không được nói trước. Cho nên với tâm sự của tôi đã viết vào trong tập san bài thương nhớ mãi trường Cửa phân hiệu hai. Tôi gửi lời chúc tất cả các thầy cô cùng tất cả các quý vị đại biểu cùng các em học sinh năm xưa bây giờ đã thành ông thành bà như trong lời tôi đã viết. Tôi chỉ nói gọi với lời chúc, một lời rất trân trọng của các em đối với thầy cô năm xưa, và một lời rất trân trọng của ban liên lạc rất nhiệt tình trong thời gian qua. Những lần trước tôi không được lên, lần này tôi lên, tôi gặp tất cả những em học sinh cũ, những người thân cũ ở đây. Tôi cảm nhận rất là phấn khởi và rất là vui vẻ. Do đó, hôm nay làm cho tôi sống lại những ngày xưa, thăm lại trường xưa ở chúng cũ, thăm lại Nghĩa Hoàng ngày xưa đã sống qua đập tràn, bây giờ không còn nữa, nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi ngày xưa. Tôi chỉ nói với những lời như thế. Tôi cảm ơn các em để cho tôi gặp lại tất cả các thầy cô giáo cũ, các em học sinh cũ của trường năm xưa. Cảm ơn tất cả ban lãnh đạo các xã ở đây. Ngày xưa tôi đã đến và bây giờ đang phát triển và rất thịnh vượng. Chúc tất cả chúng ta gặp mặt thành công và chúc sức khỏe với tất cả mọi người trong hội trường hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả. Tôi xin trân trọng giới thiệu chị Lô Thị Phương, bí thư đảng ủy xã Nghĩa Hoàng, đại diện cho chính quyền các xã đóng xung quanh trường cấp 3 Tân Kỳ lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các anh chị khóa 7477, hôm nay rất vinh dự cho đơn vị xã Nghĩa Hoàng được các anh các chị nhớ lại mái trường xưa và đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt tại đây. Trước hết, thay mặt cho công ủy đảng, chính quyền địa phương của đơn vị Nghĩa Hoàng cũng như lãnh đạo địa phương của các xã bàn, gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các anh chị trong ban liên lạc khóa 7477 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa tất cả các anh các chị khóa 7477, phải nói rằng vinh dự cho đơn vị Nghĩa Hoàng được tổ chức tại đây. Qua cái buổi giao lưu gặp mặt hôm nay, chúng tôi cũng đã được nghe các thầy giáo, cô giáo đại diện phát biểu về mái trường xưa. Khi các anh các chị đang học tại đơn vị Nghĩa Hoàng, mặc dù đã 40 năm nhưng các anh các chị đã tập trung được đông đủ như thế này, phải nói là nhiệt tình, trách nhiệm với tinh bằng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các anh các chị, có thể trong thời gian vừa qua quá trình tổ chức, quá trình chuẩn bị có thể có vấn đề nào đó còn thiếu sót thì cũng rất mong các anh các chị hết sức thông cảm, để rồi là chúng tôi có thể có góp ý kiến, để rồi chúng tôi có những cái rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong nhiệm vụ của mình, không những là đối với là những lớp có thể tiếp tục tổ chức tại đây mà những cái việc khác, để rồi hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Cuối cùng thì cũng không có gì hơn, xin một lần nữa kính chúc các thầy giáo, cô giáo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các anh các chị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy các cô, thầy cô là mẹ là cha, ơn sâu nghĩa nặng, bao la biển trời. Xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Khắc Thục, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tân Kỳ, có đôi dòng tâm sự với hội nghị chúng ta. Xin trân trọng kính mời thầy.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các toàn thể các anh, các chị là cựu học sinh khóa 7-7 phân hiệu cựa của trường Trung học phổ thông Tân Kỳ. Về dự buổi gặp mặt của khóa các anh các chị hôm nay, thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng giáo dục nhà trường và toàn thể các em học sinh hiện tại của trường Trung học phổ thông Tân Kỳ, xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các anh chị lời chào mừng, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các thầy cô, thưa các anh chị, cách đây hơn nửa thế kỷ, năm 1965, trường cấp 3 Tân Kỳ, tiền thân của trường Trung học phổ thông Tân Kỳ ngày nay được thành lập và học tạm tại hang Len Voi, xã Nghĩa Hòa, chính là xã này. Năm học 1966-1967, trường tách ra khỏi trường cấp 2 Nghĩa Hòa, chuyển về xóm Dương Hạ, xã Nghĩa Dũng. Đầu năm học 1968-1969, Ủy giáo dục điều thầy Bùi Nguyễn Khóa lên làm hiệu trưởng. Đầu năm 1969, trường chuyển về xóm Thanh Tân, xã Kỳ Sơn, bây giờ là xóm Thanh Tân của Kỳ Tân, nơi mà Ủy ban Nhân dân huyện bây giờ đang đóng. Năm 1972, trường cấp 3 Tân Kỳ một lần nữa lại chuyển vào xóm Tân Hoành, xã Nghĩa Phúc. Năm 1973 thì trường lại trở về lại. Năm 1974-75, xuất phát từ số lớp tăng cao để tạo điều kiện cho con em các xã vùng Nghĩa Đồng, Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Tân Xuân, Giai Xuân đi học thuận lợi hơn, trường thành lập thêm phân hiệu 2, phân hiệu trường. Cử thầy giáo Bùi Văn Hợp, hiệu phó nhà trường làm phân hiệu trưởng. Các anh chị khóa 7-7 được vinh dự là khóa đầu tiên của phân hiệu cửa hôm nay đã tụ họp về đây. Tôi thật cảm động vì tình cảm của các anh chị dành cho mái trường Bến Liêu. Các anh chị tổ chức được buổi giao lưu này thực sự là sự cố gắng xuất phát từ tình cảm sâu thẳm của một thời gắn bó gian khổ và đã từng vươn lên trong học tập. Tôi xin phép điểm qua một vài nét về nhà trường từ thời điểm các anh chị ra trường đến nay. Năm học 1981-1982, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì phân hiệu cửa đã được tách ra thành lập trường cấp 3 Lê Lợi do thầy Phan Nhật Lễ làm hiệu trưởng, sau đổi tên thành trường phổ thông dân tộc nội trú Tân Kỳ và bây giờ là trường Trung học phổ thông Lê Lợi. Từ đó đến nay, đương đầu với bao nhiêu thử thách, ở trường Trung học phổ thông Tân Kỳ đã trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo và ngày nay quy mô trường lớp của trường ngày càng bề thế khang trang, chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất được nâng cao, thừa kế nền móng vững chắc đã tạo dựng được nhiều thế hệ qua. Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ ngày nay đang từng bước thay da đổi thịt, tạo nên thương hiệu của mình trong giáo dục tỉnh nhà. Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ đã đạt chuẩn ở năm 2015 và năm đó thì tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm đã đón nhận bằng công chuẩn quốc gia, được rất nhiều thế hệ học sinh về dự và nhiều thầy cô về dự, rất là cảm động. Hiện nay nhà trường có 95 cán bộ giáo viên với 39 lớp, hơn 1.400 học sinh, phấn đấu để giữ vững các cái tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Và cùng xin báo cáo vừa rồi qua kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã có những em đứng đầu về khối C của thi Trung học phổ thông quốc gia của tỉnh nhà là của trường Trung học phổ thông Tân Kỳ với những thành tích rất là đặc biệt. Kính thưa các thầy cô, thưa các anh chị, sau 40 năm nhìn các anh chị rời xa mặt trường, các anh chị cựu học sinh khóa 7-7, bây giờ nhiều người đã làm ông, làm bà, 40 năm nhìn lại, bâng khuâng với nhiều kỷ niệm xưa, nghĩ về cuộc sống hiện tại, về những khát vọng chưa đạt được. Tôi nhận thấy các anh chị vẫn còn nhiều ước muốn vươn lên, ước muốn làm việc để đóng góp cho công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp đổi mới của đất nước, xứng đáng với truyền thống cần cù hiệu học của quê hương. Gặp mặt kỷ niệm 40 năm ra trường của cựu học sinh phân hiệu cửa trường Trung học phổ thông Tân Kỳ khóa 7-7 ngày hôm nay thực sự là có ý nghĩa và thực sự rất là tình cảm, để mọi người cùng quay trở về ký ức tốt đẹp của thời học sinh, cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân thầy cô và cùng quyết tâm phấn đấu nuôi dạy con cháu, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Xin cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức hội khóa, các anh chị cựu học sinh
khóa 7477 Phan Hiểu Cơ đã dành thời gian cho tôi được phát biểu giới thiệu về trường. Xin cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian quý báu của mình tham dự buổi giao lưu. Cuối cùng, xin thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học phổ thông Tân Kỳ hôm nay, xin kính chúc quý thầy cô, các anh chị cựu học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin kính chúc quý vị đại biểu càng ngày thành công, có một buổi giao lưu gặp mặt đáng nhớ. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Hồ Thế Doanh, đại diện cho quý thầy cô giáo dạy các môn học có đôi dòng tâm sự. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô giáo cùng các em và dòng nghề khóa 1914-1917. Lúc này ai cũng muốn nói lên cảm xúc của mình, nhưng thời gian hạn hẹp. Trong cặp than nhớ mãi trường xưa, phần nào cũng nói lên được tình cảm sâu nặng của thầy trò và các bạn đồng môn trong suốt 40 năm qua. Thay mặt thầy cô giáo, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Liên lạc, cảm ơn các em trên mọi miền Tổ quốc và dâu rể khóa 7417 đã cho thầy cô đồng hành qua các kỳ giao lưu mặt mặt đầy kỷ niệm một thời gian khó tại các xã Nghĩa Thái, Nghĩa Đồng, Tân Phú, vân vân. Hôm nay kỷ niệm 40 năm ngày ra trường được tổ chức trọng thể tại xã Mỹ Hoàng, nơi đặt nền móng cho tình cảm yêu thương nồng thắm của thầy trò và các bạn đồng môn ngày càng phát triển sâu sắc và bền vững. Đây là sự tri ân, là phần thưởng quý nhất của cuộc đời làm nghề dạy học. Trong giờ phút mừng vui đầy xúc động, thay mặt thầy cô giáo chúng ta xin tri ân, chia sẻ sự mất mát đau thương nhất tới những đồng nghiệp và những em khóa 7417 nay không còn nữa. Cầu mong linh hồn được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Sau đây tôi đi đọc bài thơ Trường Xưa. Trở lại trường xưa của một thời, chặt cây rừng lá mãi không ngơi. Bao năm rong ruổi nơi cửa thắm, nhiều quả miệt mài tỏa khắp nơi. Nghĩa nặng thầy cô ương ký đức, tình xấu về bàn khắp tâm đời. Nhớ trường lớp tù đâu còn nữa, nắng đồng tâm hồn mãi không vơi. Bài thứ hai là cái điều mà sợ nhất của người làm thầy, đó là quên và không nhớ cái đọc đọc. Cho nên tôi đọc cái bài quên nhớ. Bỗng nghe cái giò tiếng chào thầy, lục tìm ký ức xem ai chào mình. Xa rồi bao quả học sinh, tiếng chào quên nhớ giật mình nhớ quên. Cuối cùng tôi xin kính chúc quý đại biểu, thầy cô giáo, tất cả các em cùng châu đề khóa 1914-1917 dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa thầy cô giáo, anh em chung một nhịp cầu, mối tình bầu bạn trước sau vẹn toàn. Xin trân trọng giới thiệu bạn Trịnh Hữu Thành, đại diện cho Ban Liên lạc khóa 7679, cũng là lãnh đạo của huyện nhà, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin trân trọng kính mời bạn lên giao lưu buổi hôm nay. Xin kính thưa các đồng chí đại diện cho cấp ủy, chính quyền cơ sở các xã, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa cả các anh chị chị, kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho anh chị em khóa học 7679 được gặp mặt tâm sự chia vui trong buổi hôm nay. Lần đầu tiên thay mặt cho các bạn xin gửi tới quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các anh các chị lời chào kính trọng, lời chúc sức khỏe, chúc buổi gặp mặt chúng ta tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Xin thưa kính thưa các thầy, quý vị, có lẽ ấn tượng đầu tiên trong buổi gặp hôm nay tôi thấy đó là các thầy vẫn khỏe. Lâu rồi, nhiều năm rồi, thỉnh thoảng mới được gặp các thầy. Tuy nhiên, chúng tôi là những người con ở Tân Kỳ, rất vinh dự được ở lại quê hương, xây dựng, học tập và lao động của quê hương. Thỉnh thoảng được gặp, nhưng mỗi lần gặp tôi thấy cả thầy gần như khỏe ra, đó là điều hạnh phúc nhất của lớp trò chúng tôi. Cái điều thứ hai tôi cảm nhận, các chị
là khóa 74-77. Lúc cánh chúc chúng tôi vào thì cái anh chị học cuối cấp. Lúc đó tôi cảm thấy cái anh chị lớn lắm. Hôm nay 40 năm trở lại, thấy anh nào, chị nào cũng khỏe, cùng đẹp. Tuy rằng đã trở thành ông và bà, đó là điều hạnh phúc nhất. Cái hôm nay tôi thấy ta gặp nhau 40 năm trong tập san, chắc hẳn rằng các chị đã có những bài lưu bút, những kỷ niệm của từng tập thể cá nhân ôn lại. Nhưng hôm nay chính là chúng ta đã ghép lại tất cả những mảnh đời học tập, lao động, cống hiến của từng cá nhân để dệt nên một thảm của tập thể khóa 74-77 của phân hiệu Hai Cửa. Từ đó tôi nghĩ đó là cái mà chúng ta ghi nhận nhất. Hôm nay thì là ban liên lạc có giới thiệu chúng tôi là em lên để chia sẻ cái. Tất nhiên ở cương vị trên diễn đàn này, tôi nói vài nét một tí để các anh biết tự hào quê hương Tân Kỳ chúng ta. Xin thưa tất cả các thầy giáo, cô giáo, Tân Kỳ chúng ta trong những năm gần đây thì cơ bản được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá rất cao, tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng. Hệ thống giao thông ở vùng Đông Bắc chúng ta đang ngồi ở chỗ này cơ bản là đã đạt yêu cầu. Tuy nhiên còn lại ở tuyến đường phía Tây Nam thì đang khó khăn, tức là từ Tân An trở vào đang khó khăn. Tình hình thu nhập thì cơ bản là ổn định, đặc biệt thực hiện chương trình nông thôn mới, một chương trình quốc gia, Tân Kỳ chúng ta cơ bản hoàn thành kế hoạch. Chúng ta có 5 xã đạt nông thôn mới, trong đó xã Nghĩa Đông là nông thôn mới tiêu biểu. Đó là cái mà các thầy lâu nay trở về cũng đáng tự hào. Về giáo dục đào tạo, thầy Tục đã trao đổi rồi, nhưng chúng ta được ghi vào bản đồ chất lượng của tỉnh Nghệ An. Tất cả các anh các chị khi nói về Tân Kỳ, hỏi tất cả những cái bạn ở tỉnh Nghệ An thì họ đều nói Tân Kỳ giáo dục rất tốt. Đó là niềm tự hào của chúng ta. An ninh quốc phòng cơ bản giữ vững. Nếu chúng ta xem lên bảng tình hình tôn giáo, tình hình trật tự an toàn xã hội rất là phức tạp, đúng không? Nhưng Tân Kỳ rất yên, an ninh tôn giáo yên lành. Giữa tôn giáo với lương, với tôn giáo tràn hòa, đoàn kết, tập trung để xây dựng một xã hội văn minh, phát triển. Để tôi nghĩ đó là cái để an ninh nông thôn cũng từng được tiêu vững. Để đây, xin cả anh và chị những người xa quê thấy rằng là yên tâm và phấn khởi. Trong thời gian sắp tới thì Tân Kỳ chúng ta có những cái mà sẽ đột phá. Năm sau cái về trở lại ở thị trấn Tân Kỳ thì chúng ta cơ bản đổi mới. Ngày 22 này chúng ta sẽ khởi công xây dựng một cái chợ của trung tâm thị trấn 179 tỷ. Chúng ta xây một cái tòa nhà thể dục thể thao và lễ nghi khánh tiết ngay ở trực khu của thị trấn đấy, khoảng 190 tỷ, vân vân. Rồi chúng ta xây tường đài. Tường đài chúng ta hiện nay thì dự toán tăng lên khoảng 125 tỷ. Sau năm đấy các chị trở về quê hương thấy Tân Kỳ ngày càng đổi mới. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái nghèo. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo Tân Kỳ chúng ta còn 13,1%, trong lúc tỉnh chỉ còn 12%. Thu nhập Tân Kỳ đầu người chúng ta chỉ có 2 triệu một người, trong lúc tỉnh Nghệ An 28 triệu một người, vân vân. Cố gắng vươn lên nhưng chưa thoát nghèo. Mục đích trong nhiệm kỳ tới chúng ta sẽ là huyện tiêu biểu và thoát nghèo. Đó là tình hình tôi nói qua một chút để các anh biết về Tân Kỳ chúng ta. Còn thì đối với các anh chị tôi nghĩ 40 năm rồi, cuộc đời bây giờ chắc hẳn mỗi người đã yên đến đầu cho từng người rồi. Bây giờ chúc tất cả các anh chị cố gắng lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên để được ông này bà nọ, nó cũng khó, sẽ có nhưng mà rất khó. Tôi nghĩ cái khái niệm thành đạt chúng tôi thật đơn giản. Tôi xác định thế này, thành đạt là gì? Đó là những người đi đúng hướng và đến đích là thành đạt. Có thể anh là nông dân, là doanh nghiệp, là kỹ sư, là bác sĩ, anh đến được đúng đích của mình là thành đạt, đơn giản vậy thôi. Chúng ta cũng chẳng phải là chúc anh thì là ông này nhà mấy chục tỷ là thành đạt, không ạ? Đó là quan điểm của tôi. Vậy nếu như thế thì tôi nghĩ tất cả các anh chị là những người thành đạt trong con mắt của lớp em của chúng tôi. Tôi nghĩ như thế. Thời gian tới mong rằng tất cả các anh chị lưu tâm nhớ về Tân Kỳ. Nếu là những người con ở xa quê hương, là những người con đang sinh sống làm việc Tân Kỳ, sẽ cố gắng hơn nữa để chúng ta xây dựng một cộng đồng dân cư tại nơi mình sinh sống ngày càng phát triển. Xin mượn diễn đàn này để được thay mặt cho tất cả các bạn của khóa 76-79 xin tri ân các thầy giáo, cô giáo,
đã từng dạy dỗ giúp đỡ chúng em và hết sức tha thứ cho chúng em trong quá trình bồn bề công việc. Có những lúc thầy gần lắm, nhưng ngày lễ ngày Tết, ngày 20 tháng 1, thậm chí một lời điện thoại cũng có biết và vẫn chưa khắc phục được, đó là cái lỗi của chúng em. Thì trong buổi hôm nay, cho em được mượn diễn đàn này thay mặt cho tất cả các bạn, xin phép là tri ân cả thầy và mong tất cả các thầy là những người thầy, là những người cha, hãy tha thứ cho chúng em những lỗi lầm trong thời gian tới. Một lần nữa xin thay mặt cho các bạn gửi tới các thầy giáo, cô giáo lời tri ân, lời chúc sức khỏe, chúc các anh mạnh khỏe, hạnh phúc trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay thì tôi về đấy thì cũng phải gõ mũi một bài hát đúng không ạ? Tôi thì hát một bài hát ca ngợi về một cái xà, có lẽ nhiều người biết đó là xà Nghĩa Đông. Nghĩa Đông có mấy cái không thế này: một xà không có rừng, một xà không có dân tộc thiểu số, một xà không có tôn giáo. Tôi trừ những tôn giáo giả tôn tích, tức là không có tôn giáo, có ba cái. Có những cái lớn thế này: một xà có cơ quan của ủy ban xà lớn nhất huyện Tân Kỳ, một xà có các nhà văn hóa các trọng lớn nhất huyện Tân Kỳ, một xà có những người con ra đi nhiều nhất huyện Tân Kỳ. Còn những cái khám tình nữa: một mảnh đất đẹp bằng phẳng. Tôi xin hát bài hát Nghĩa Đông một góc về quê. Thân mến, chúng ta thường có câu châm ngôn: dâu là bồ đề, rể là con cưng. Trong buổi giao lưu đầy cảm xúc và ý nghĩa này, sự hiện diện của các bạn dâu rể rất quan trọng, là nhịp cầu vững chắc của tình yêu đối với gia đình và xã hội, đối với bạn bè trang lứa, nghĩa với thầy cô. Xin trân trọng kính mời bạn Nguyễn Thị Thanh, vợ của bạn Dương Văn Thanh, đại diện dâu rể lên phát biểu cảm tường. Hiện tại bạn Thanh đang ở Quảng Nam. Xin trân trọng kính mời bạn. Thưa quý vị đại biểu và khách quý, thưa thầy cô giáo, chị mến, các anh các chị thân yêu,
lớp G, trường cấp 3 Tân Kỳ phân hiệu Hai Cửa. Hôm nay rất vinh dự được ban liên lạc mời về dự buổi gặp mặt giao lưu kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của các anh chị, và vinh dự lớn nữa được đại diện cho những cô dâu chủ rể của khóa 74 và 77 có đôi lời tâm sự chia sẻ niềm vui hôm nay. Lời đầu tiên cho tôi kính chúc quý vị khách quý và thầy cô giáo, các anh các chị và các bạn sức khỏe hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Kính chúc đầy gia đình quý vị phồn vinh an khang thịnh vượng. Là người em dâu của các anh các chị, chúng em nhận thấy rằng tình cảm mà khóa học 74-77 dành cho nhau trong suốt 40 năm qua chân thành mà thắm thiết, quá ngọt ngào, lúc buồn lúc vui đến với nhau bằng trái tim của tình đồng môn, nghĩa nặng ơn sâu đối với thầy cô giáo. Với thời gian có hạn, một lần nữa kính chúc quý vị mạnh khỏe, vạn sự như ý, chúc các anh các chị các bạn hạnh phúc luôn luôn, giữ gìn trân trọng tình đồng môn, mãi mãi là chỗ dựa cho mỗi chúng ta để cuộc sống vui hơn, tốt đẹp hơn, sức khỏe dồi dào hơn, tình cảm dạt dào, tấm gương sáng mãi cho con cháu, và cầu mong cho mãi trường trung khóa 74-77 mãi xanh tươi nhớ một thời, để nhìn cảnh phường rơi rơi sân trường, ôm ấp nghĩa nặng tình thương, thầy cô dù ở muôn phương đáp đền, tình yêu ấy vẫn giữ nguyên vẹn, để thương để nhớ hàn huyên tháng ngày, đồng môn như thể tay chân, tình khúc vang mãi từng cây người ơi. Với tấm lòng chân thành mộc mạc, chúc buổi giao lưu của chúng ta thành công tốt đẹp. Chân thành cảm ơn quý khách. Và sau đây cho tôi xin được gửi đôi lời những câu hát mộc mạc, và đây tất cả các anh chị từ Nam ra Bắc đều có mặt. Từ tháng 10 năm 75 đến ngày 22 tháng 2 năm 87, 12 năm ấy nhớ chăng anh, ai ở, ai đi, ai mồ xanh, ai leo lèn đá, tay chơi với, ai lột đập tràn, chân khóc khênh. Hè qua ai kẻ lo tất tuổi, Tết đến ai người sợ khiếp xanh, lòng vẫn đinh đinh niềm hai tốt, lòng ta như thế đẹp chưa anh, lòng ta như thế đẹp chưa anh, ai ở, ai đi, ai mồ xanh, ai
ai lèn đá tay chơi với ai rồi đập tràng chân khóc khanh. Hè qua ai kẻ lo tất tuổi Tết đến, ai người sợ khiếp xanh. Lòng vẫn đính đính niềm hai tốt, đời ta như thế đẹp chưa anh? Chúc đại biểu các thầy các cô và các bạn mạnh khỏe. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy các cô, nửa đời vì phải xa quê, nay về nghe tiếng con ve gọi hè, hồn quê tình bạn một bề, nghĩa thầy cô giáo chẳng hề nào phai. Khi chia tay đến nay đã tròn 40 năm, hôm nay gặp lại bạn có đôi điều cảm xúc tâm sự về quê hương, tình đồng môn mà trong 40 năm qua đã từng gắn bó. Xin trân trọng kính mời bạn Dương Văn Tần lên sân khấu phát biểu cảm tưởng với hội nghị chúng ta. Xin trân trọng mời bạn. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, quý vị đại biểu cùng tất cả các bạn. Trước hết thì được chúc sức khỏe các thầy giáo, cô giáo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn là sức khỏe và hạnh phúc. Trước hết về quan hệ thầy trò thì có người đến nay đã ra trường 40 năm, nhưng mà tuổi thì đã hơn 60, có người 60, có người gần 60. Cái tuổi có thể chiêm nghiệm được cuộc đời mình, và có lẽ cái sở trường sở đoạn của mỗi người là cũng tự biết rồi. Nhưng soi lại trong quan hệ thầy trò thì em và một số người nữa, cái thời học sinh có thể gọi là cá biệt cũng được, rất nhiều lỗi lầm và có khi làm tổn thương đến tình cảm của thầy giáo, cô giáo. Và hôm nay vừa là cá nhân và thay mặt cho tất cả những người nào là học trò nghịch ngợm của ngày xưa, được thành thật xin lỗi các thầy giáo, cô giáo và mong các thầy giáo, cô giáo tha thứ cho chúng em. Và cũng ở đây cảm ơn, nếu không có sự đại lượng và sự thông cảm ấy, có thể cuộc đời bọn em đã đi ra một rẽ khác rồi. Và chân thành em rất cảm ơn. Thế còn với các bạn thì như tôi đã nói ban đầu, tuổi 60 là được chiêm nghiệm nhiều thứ. Có người rất xuất sắc, học rất giỏi, nhưng ra đời thiếu may mắn, gặp rất nhiều vất vả. Ngược lại thì cũng có người gặp may mắn và có những thành công nhất định của nó. Nhưng cũng báo cáo với các cô có thể là trong số bọn em ba lớp ở bên trường Cửa này, thì theo em tìm hiểu, tất cả chúng em đều là công dân tốt và có ích cho xã hội. Cô có thể mừng cho bọn em. Bây giờ thì có ông, có người là lên ông lên bà rồi, cũng rất phấn khởi, cháu nội cháu ngoại và con cái rất thành đạt, cũng có người còn vất vả và làm được gì nữa thì cố gắng làm. Và hy vọng rằng là báo cáo với thầy cô là bọn em sẽ cố gắng sống tốt, sống có ích cho xã hội, sống vui, ít nhất là không làm khổ con cháu mình, và thỉnh thoảng nhớ đến nhau, không cho nhau vật chất thì động viên nhau về mặt tinh thần, thăm hỏi để chia sẻ với nhau, nếu ở gần nhau thì thoảng hội với nhau, đi uống cà phê, đi ăn sáng, rượu thì không uống được nữa. Đấy. Thế thì chân thành mà nói thì hôm nay là rất xúc động. Cũng là nhân đây xin được cảm ơn ban liên lạc đã rất cố gắng để tổ chức ra những cuộc gặp như trước đây cũng như hôm nay. Xin được chia sẻ điều đó và cảm ơn các bạn. Và cuối cùng xin chúc các thầy giáo, cô giáo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn sức khỏe và gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống trong thời gian tới. Xin được cảm ơn. Tranh nghèo
sao xuyến mãi không quên. Nhớ ánh đèn khuya hiu hắt phía chân đồi, mùa phường vị rơi rơi cho ta bước vào đời. Tôi nhớ khuôn môi bóng hình ai như những tà áo trắng, giọng nói tiếng cười sao xuyên mãi không quên. Tràn cửa ơi qua bão giông vững bền, đẹp mãi tình ta ơn nghĩa sâu đắp đền. Về đây hôm nay bóng thầy còn đây, bụi phấn như con rơi rơi mãi trên tóc thầy. Hình bóng cô trường xưa mang bao nỗi nhớ, nhớ mái tranh nhà sao xuyến mãi không quên. Nhớ ánh đèn khuya hiu hắt phía chân đồi, mùa phường vị rơi rơi cho ta bước vào đời. Tôi nhớ khuôn môi bóng hình ai như những tà áo trắng, giọng nói tiếng cười sao xuyến mãi không quên. Tràn cửa ơi qua bão giông vững bền, đẹp mãi tình ta ơn nghĩa sâu đắp đền. Về đây hôm nay bóng thầy còn đây, bụi phấn như con rơi rơi mãi trên tóc thầy. Hình bóng cô yêu bao lời êm ái, yêu mãi trường xưa nhớ mãi thầy cô.
nhân dịp buổi giao lưu lần thứ 6 kỷ niệm 4 năm ngày ra trường cấp 3 tự kỷ phân hiệu 2 cửa, tôi xin gửi tới lời chúc sức khỏe an khang thịnh vượng đến với tất cả các gia đình, người thân, quý vị thân quý, quý thầy cô giáo và các bạn. Từ ngàn đời nay, trong đời sống tinh thần của mọi người dân Việt, quê hương luôn là đường đi học. Mỗi khi hè về, nghe con ve sầu gọi bạn, nhìn thấy phượng hồng rơi trên các sân trường, lòng ta không thể không có giây phút bồi hồi nhớ đến thầy cô bầu bạn trong dòng chảy chung của đất nước, như mạch nguồn không bao giờ cạn. Với tình cảm dạt dào, tình đồng bốn thắm thiết, mối tình không bao giờ phai nhạt, nghĩa thầy trò mãi mãi bền lâu. Để chào mừng, cảm ơn tất cả quý khách, quý thầy cô giáo và các bạn cũng học sinh ca bài bài trên khắp mọi miền đất nước và quê hương Tân Kỳ yêu dấu, tôi xin gửi chùm thơ kỹ thuật tháng các không thể dọn đường nhân dịp ra mắt tập san nhớ mái trường xưa. Một thời kỷ niệm mơ màng nhớ thuở tuổi thơ ngây, sánh bước cùng nhau những tháng ngày thấp thoáng sân trường đấu khóc bạc bâng khuâng ký ức nhớ cô thầy. Chiều uất nắng nhạt loáng màu ảo, tối phủ sương mờ đậm tóc mây, phượng nở bé ngân lòng nhớ bạn, mong ngày hội khóa để xung vầy hân hoan hội khóa nhớ con nuôi. Cái tuổi hoa niên đắm một thời, đưa thắm bao âm lòng vận vẹn, cô thầy vẫn thở nghĩa nào vơi. Xa cách nhiều năm các bạn ơi, gặp nhau rưng lệ chẳng nên lời, lẽ chẳng bạn hỡi lời thề ước, hạnh phúc mai sau để lại đời. Hương sắc giờ đấy vật mặn mà, mặc cho nắng gió chẳng thôi thao, những gì thơ mộng cần giữ gìn, kỷ niệm mãi trường nhớ giết gia. Các thầy, các bạn đã phát thương, gian khổ khó khăn vẫn tỏ đường, người đọc kẻ đào luôn hóng hình, cùng nhau trò chuyện rất thân thương. Chúng mình tạm biệt hẹn hò biết, ta lại gặp nhau thỏa nỗi niềm, mong bạn đừng quên ngày hẹn ấy, một thời kỷ niệm tuổi hoa niên. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị sức khỏe hạnh phúc thành đạt, kính chúc các thầy các cô giáo sức khỏe an khang, chúc các bạn vạn sự như ý, hẹn ngày hải hội. Quyền đảng bộ Tân Kỳ khóa 8 vào tháng 5 1974 quyết định thành lập phân hiệu 2 tại khu vực từ cửa vào Nghĩa Phúc không được vượt quá một cửa để ưu tiên cho vùng kinh tế mới. Với tinh thần chỉ thị đó thì tôi cùng đi với thầy Bùi Nguyên Khóa hiệu trưởng lên chọn cái địa điểm trường cửa là khu vực eo đèn hôm qua ta đi tham quan đấy. Thì thật ra là chúng tôi không bằng lòng với tầm nhìn chuyên môn của chúng tôi không bằng lòng địa điểm đó, nhưng mà đó là lệnh của huyện, dứt khoát trường không được ra khỏi trường cửa đấy. Với tinh thần đó thì là tháng 8 năm 1974 thầy khóa giao cho tôi 5 thầy cô giáo, tôi là 1, thầy Doanh là 2, thầy Cung là 3, cô Hải là 4, cô Đầu là 5, cùng với 5 lực học sinh do tôi tuyển chọn sắp xếp, đó là lực 10H, 8H, 8D, 8Y đấy, và 2 lực 9A, 9B từ lạc điều lên. Như vậy thầy khóa giao cho tôi 5 học trò với 5 giáo viên, đó là những người khai của công thần, những người mang gươm đi mở còi để đến bây giờ ta nhớ mãi rất eo lèn đấy. Chúng tôi là những người khai của công thần như thế, những người mang gươm đi mở còi như thế. Lên đây một tháng thầy cho chúng ta vừa là xây dựng phòng học cánh đen nửa mét, vừa đào giếng 11 mét cũng còn được đó. Được một tháng thì thầy Đầu các cô lên làm phân hiệu trưởng, tôi trở về là để dạy lớp 10 đầu cấp dạy học sớm trước nửa tháng đấy. Đến năm 1977 thì tôi và
thầy Nhung lên thay thầy Phôn, và tôi trực tiếp giảng dạy khối lớp chúng ta là lớp 10 đầu tiên của trường chưa. Tôi làm đoàn trường, làm thanh tra, do đó tôi lăn lộn và tôi nhớ gần như cả ba đấy. Cho đến giờ là 40 năm tôi đứng nhớ tên của cả 44 của ba lớp. Kỷ niệm của chúng tôi là như vậy. Nhưng mà tôi vẫn ức ách với cái địa điểm trường chưa bất hợp lý. Cho nên năm 78, với tư cách là bí thư đoàn trường, với tư cách là giáo viên địa phương, tôi làm một cái tờ trình lên huyện ủy và ủy ban cho phép trường được chuyển ra nông trường và Việt Thái, tức là trường lên này bây giờ đấy. Bây giờ có cái trường đó là tôi làm đấy, và tôi bị kết một cái tội là cục bộ địa phương, tôi phải mang một cái án như thế. Cho đến năm 1981, Đại hội huyện Tân Kỳ Quả Chí quyết định đồng ý cho trường ra và thành lập trường lên này. Lúc bấy giờ lịch sử xóa án cho tôi. Đấy. Và năm 82 chúng ta cũng tiếp ở đây. Thì tôi xin bổ sung về lịch sử trường như vậy. Như vậy tôi chỉ nhớ một điều là thầy Luận, thầy Doanh, thầy Cung, cô Hải và cô Đầu là cùng với ba lớp chúng ta là những người khai quật công thần để hôm nay chúng ta có trường cấp ba lên được. Để tôi muốn nói thêm một ý ngoài ý của thầy Phục như vậy. Về dự giao lưu với khối lớp chúng ta hôm nay, tôi chẳng có gì làm qua cả, tôi chỉ có bốn câu thơ như thế này thôi. Tôi không thuộc hết từng người, nhưng tình với lớp thì tôi bèn trồng. Thầy to giữ vững lòng son, bốn phương bươn chải mãi còn nhớ nhau. Xin chúc mọi nhà khỏe mạnh, mọi người hạnh phúc. Năm 74 về khu vực cửa, và năm 77 cùng với các bạn ra trường, tôi cũng được trở về xuôi. Nhưng mà điều tôi đến dự mấy lần và đặc biệt là lần này, tôi thấy một điều ý nghĩa nhất, đẹp đẽ nhất trong mỗi chúng ta, và đặc biệt đối với các thầy giáo, cô giáo, đó là đã có một lớp mà ngày đó chúng ta ươm mầm đã thành công rất đẹp. Điều đó nó thể hiện trong những lần gặp mặt, và đặc biệt hôm nay có biết bao nhiêu sự đóng góp. Nghĩa Hoàng, nơi ấy ươm mầm. Trường cấp 3 Tân Kỳ cũng thành lập ở đấy. Khu vực cửa và bây giờ trường Lê Lợi cũng ở đấy. Chúng tôi cảm ơn bà con Nghĩa Hoàng đã nấu cho chúng tôi từng giờ cơm khi ở trường chưa có tập đoàn. Và bây giờ một cuộc hồi ngộ này, Nghĩa Hoàng cũng giúp đỡ rất nhiều. Thực sự cảm ơn. Và các địa phương thân đại khác cũng như thế. Và tôi xin ngâm lại bài thơ năm 1974. Tôi làm bài thơ này dán trên tờ báo tường và một số bạn học sinh đã buồn. Bây giờ tôi ngâm lại bài thơ đó. Thấp thoáng bên thông mây nếp tre, bốn bề người chân với lèn tre, mưa rừng lắm bình trôi vách đất, gió núi nhiều phèn tóc mái tre. Trường cao ốc
Tôi xin thay mặt ban liên lạc bế mạc giao lưu lần thứ 6 kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của hội học sinh cấp 3 đơn vị Phan Điều Hải Cửa. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo kính mến cùng các bạn thân yêu, trải qua một thời gian tổ chức buổi giao lưu để chúng ta nhớ được những ngày đầu chia tay khi ra mái trường cấp 3 đơn vị Phan Điều Hải Cửa. Còn nhớ năm nào dưới mái trường, một thời đèn sách gối tơ vương, chia tay hạ ấy thời sớm sớm, lưu lại tình đời đầm sắc hương. Được thả tâm hồn của tuổi ngủ lục tuần về với kỷ niệm có quên, được tâm sự, được chia sẻ, được nhìn nhau để gửi nhớ một thời, để biết được hoàn cảnh của nhau hiện tại, thật là hạnh phúc biết bao. Tình cảm trang trịa ấy, chúng ta được nghe những cảm xúc của quý vị khách quý địa phương về dự, lắng nghe tiếng nói của thầy cô, hình ảnh thân thương kiều mến đã khắc sâu vào tâm trí của mỗi cử học sinh khóa 74-77 trưởng cấp 3 Tân Kỳ Phân Hiệu Hai Cửa. Chúng em mãi mãi khắc ghi lời thương lời nhớ những gì thầy trao, được chia sẻ những tình cảm của các bạn cùng chung mái trường xưa, tất cả những tình cảm yêu thương ấy đã in sâu vào trái tim của mọi người, để những kỷ niệm đẹp mãi mãi được bồi đắp và trân trọng. Chúng ta được thả tâm hồn về với những ký ức của tuổi thơ mà trong 40 năm qua đã dày công vun đắp, ngôi nhà chung bầu bàng mịch được minh chứng qua 6 lần giao lưu gặp mặt, qua những lời văn lời thơ đúc kết từ những cảm xúc từ đáy lòng, từ con tim thổn thức dâng trào, để trải lòng mình bằng những câu từ tuy giản dị mà sâu lắng. Cái tình bạn bao la mà nghĩa thầy cô luôn chan chứa, hân hoan hồi hóa nhớ khôn nguôi, cái tuổi hoa niên đắm một thời, cửa thắm bao năm lòng vận vẹn, cô thầy muôn thuở nghĩa nào vơi. Kính thưa quý vị, thưa quý thầy giáo cô giáo cùng các bạn thân mến, 40 năm đã trải qua 6 lần giao lưu gặp mặt, đã tốt đẹp của nhà chung để lại trong mỗi chúng ta những tình nghĩa trao chứa lưu luyến đáng trân trọng tự hào, những ân tình sâu nặng đối với các địa phương mà ban tổ chức và các bạn đã tham dự nhân ngày giao lưu gặp mặt hôm nay. Thay mặt cho ban liên lạc hội cựu học sinh khóa 74-77 trường cấp 3 Tân Kỳ Phân Hiệu Hai Cửa xin gửi đỡ đời tri ân lời cảm ơn chân thành nhất tới chính quyền địa phương các xã Nghĩa Thái, Tân Phú, Nghĩa Đồng, và đặc biệt lần thứ 6 kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của hội cựu học sinh khóa 74-77 trường cấp 3 Tân Kỳ Phân Hiệu Hai được tổ chức tại quê hương Nghĩa Hoàng. Để buổi giao lưu đầy ý nghĩa được thành công như ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, ban liên lạc xin cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban văn hóa các xã,
các đoàn thể, ban ngành Thạng Địa Hoàng đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ, cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý, quý thầy giáo, cô giáo, cảm ơn sự nhiệt tình của ban liên lạc các khóa 74 đến 79, các ban khóa 74, 77, cảm ơn được tràng về làm giao với tấm lòng, tinh thần đoàn kết, tình cảm vô bờ bến, cùng các ban khóa 74, 77, trưởng cấp 3 thân kỳ phân hiệu hai cửa, trên các mọi miền tổ quốc từ Hà Giang xa xôi, đến Phú Yên, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp 10 và các bạn trong tỉnh Nghệ An, tất cả đều về hội tụ. Những tình sâu nặng đã đúc kết thành những giỏ hoa phường hồng tươi thắm, đắp xây cho sự thành công ngày vui của mùa hôm nay. Cảm ơn ban liên lạc đã tạo nên một sân trường đầy sức sống của tuổi học trò trong suốt 40 năm qua. Dù cho vật đời sao rời, nghĩa thầy tình bạn muôn đời sáng trong. Một lần nữa kính chúc đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Hoàn phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, ấm no, hạnh phúc. Kính chúc quý thầy giáo, cô giáo, phúc chư Đông Hải, thọ thừa Nam Sơn, thông qua ban liên lạc của các khóa trường cấp 3 tân kỳ phân hiệu vừa. Xin gửi tới các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bạn khóa 74-77 an khang, sức khỏe dồi dào, vạn sự tỏa sáng, rực rỡ như cánh phượng hồng, tình cảm dạt dào, đong đầy kỷ niệm. Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo và các bạn vạn sự gặp may, hạnh phúc tràn đầy, nghĩa nặng cao dày, tình thêm đầm thắm. Để rồi chia tay nghĩa lạnh người ơi, bạn về để lại muốn đợi mong trên nhìn nhau nhắn nhủ với lòng cho tình ta ôm mơ tròn đổi dòng sống sông quê, dòng sông xanh vẫn dạt dào mong nhớ. Sóng sông quê ngân cung đàn điệu nhạc, hát ru tình ta năm tháng đời chờ nhau. Mong được gió mang đi tơ lòng em dệt từ trong câu ca ân tình mộc mạc tin nhau. Gió bay đi lời ca còn mãi tha thiết một miền quê mênh mang nỗi nhớ. Trắng hoa cao xây trâu nhớ mẹ, nửa câu hò chợt gợi nhớ bóng hình quê. Thời gian có chờ ai đâu, đừng lỡ hẹn người ơi, đừng lỡ hẹn. Về đi thôi, về lại miền quê xưa, bao năm xa quê bấy nhiêu niềm mong nhớ, bao đắng cay vui buồn một mùa, về lại với nhau trong
trong khói làm chiều vương vấn sao diêu ngân nghe câu ví dặn thương đang dịu dạt đêm trăng. Về lại bên sông quê, dòng sông xanh vẫn dạt dào mong nhớ. Sóng sông quê ngân cũng đang điều nhạc hát ru tình ta năm tháng đời chờ nhau. Được gió mang đi tơ lòng em dệt từ trong câu ca ân tình mộc mạc tìm nhau. Gió bay đi lời ca còn mãi tha thiết một miền quê mênh mang nỗi nhớ. Trắng hoa câu dây trâu nhớ mẹ nửa câu hò chưa gửi nhờ bóng hình quê. Thời gian có chờ ai đâu đứng lờ em người ơi đứng lờ em. Về đi thôi về lại miền quê xưa bao năm xa quê bấy nhiêu niềm mong nhớ. Bao đắng cay vui buồn một thuở về lại với nhau trong khói làm chiều vương vấn sao diêu ngân nghe câu ví dặn thương đang dịu dạt đêm trăng. Bao đắng cay vui buồn một thuở về lại với nhau trong khói làm chiều vương vấn sao diêu ngân nghe câu ví dặn thương đang dịu dạt đêm.